những nữ cảnh sát trẻ trung xinh đẹp, đội mũ nồi đỏ và quần sóc ngắn là hình ảnh khá lạ mắt tại thị trấn Brumana của Liban. Triển khai đội nữ cảnh sát trong trang phục trẻ trung như vậy là một phần kế hoạch của thị trưởng Brumana nhằm thu hút khách du lịch và cải thiện hình ảnh của đất nước Liban. Mọi người đều đang dần hiện đại hơn. Ngày nay bạn dễ nhìn thấy một bộ trưởng không đeo cà vạt hoặc một tổng thống mặc quần jean. Chúng tôi cũng muốn trở thành những người đi tiên phong như vậy. Một ngày nào đó, tất cả cảnh sát giao thông sẽ mặc quần sóc. Quần sóc, đặc biệt là đối với phụ nữ, mang lại một hình ảnh đẹp. Nó cho thấy hình ảnh tự do của phụ nữ. Chúng tôi cũng đang nỗ lực để thúc đẩy ngành du lịch, thu hút du khách phương Tây. Những cô gái được chọn là những sinh viên đại học đã được cảnh sát tập huấn để giúp điều tiết giao thông trên đường. Các nữ sinh viên cũng xem đây là việc làm thêm trong mùa hè của mình. Theo tôi, đây cũng là điều mới mẻ để khuyến khích phụ nữ làm việc trong bất cứ lĩnh vực nào họ thích, miễn là họ tôn trọng bản thân và làm việc với những người tôn trọng họ, cụ thể là với cộng đồng. Tuy nhiên, không phải mọi người dân Liban đều có chung quan điểm với thị trưởng. Một số ý kiến cho rằng việc dùng phụ nữ để thu hút du lịch là hành động thiếu tôn trọng, nhất là trong khi đồng phục của các nam cảnh sát lại không thay đổi. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy những người phụ nữ này ăn mặc như vậy. Thành thật mà nói, tôi thấy công việc điều tiết giao thông hợp với đàn ông hơn. Nhưng dù sao, chúng tôi cũng khuyến khích phụ nữ tham gia vào tất cả các công việc vốn dành cho đàn ông. Mặc dù phản ứng của cộng đồng khác nhau, song cô Samata Sass, một trong số những nữ cảnh sát mới được tuyển dụng cho biết, cô cảm thấy rất thích thú với công việc này. Dư luận có người ủng hộ và cũng có người không. Chúng tôi thường lấy những bình luận tích cực để làm mục tiêu cho mình. Không ai có thể thay đổi quan điểm của chúng tôi với những bình luận tiêu cực, và nếu điều chúng tôi đang làm thực sự không đúng, chúng tôi sẽ dừng lại. Còn không, chúng tôi sẵn sàng làm việc này và chấp nhận làm công việc bằng tất cả nhiệt huyết. Thị trưởng Brumana cho biết 99% du khách đến vùng Địa Trung Hải đều mặc quần short. Chính vì vậy, ông đã quyết định thành lập đội cảnh sát giao thông nữ xinh đẹp với đồng phục mới gồm mũ nồi đỏ, áo phông đen và quần short đi tuần tra trên các đường phố của thị trấn nhằm thu hút thêm khách du lịch và cải thiện hình ảnh của đất nước.